Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh video của Máy Thông Dịch.com. Hiện tại thì trên thị trường đang có hai phiên bản chuột thông minh này, và người dùng đang rất là thắc mắc, không biết là nên chọn cái dòng nào để mà mình sử dụng. Thì video này chúng tôi sẽ nói rõ với mọi người chức năng của hai con chuột này là như nhau, và cái cách sử dụng của hai con chuột này cũng là như nhau, nhưng tại sao lại có cái sự chênh lệch về giá? Thì hiện tại á, theo như một thời gian mà chúng tôi nghiên cứu về cái con chuột này á, thì con chuột đời 2019 này á, nó kết nối với app rất là kém và rất là dễ bị out ra khỏi cái app. Tức là mình cứ phải mở app liên tục, tắt rồi mở, nó cứ out ra là mình phải vào lại mình cài đặt, thì thành ra nó sẽ rất là mất thời gian của mình khi mà mình sử dụng. Còn cái phiên bản 2020 này á, thì nó kết nối rất là ổn định nha mọi người. Đến khi nào mà mọi người dùng xong thì nó mới đến khi nào mà mọi người kết thúc, mọi người không dùng nữa thì mọi người tắt đi. Thế thôi, còn cái kết nối của nó rất rất là ổn định nha. Và cái khả năng nhận diện giọng nói của thằng này nó cũng nhạy hơn cái dòng 2019 rất là nhiều. Về thiết kế thì mọi người có thể nhìn bên ngoài, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nè. Đó, cái này thì nó giống như con chuột thông thường, còn cái này thì nó hiện đại hơn và nhìn nó có vẻ thời trang hơn rất là nhiều ha. Đấy. Và nhìn cái vỏ ngoài của nó cũng rất là cứng cáp, thiết kế cũng đẹp mắt hơn. Và đương nhiên thì chúng tôi khuyên mọi người chọn cái mẫu 2020, nó mắc hơn chẳng bao nhiêu hết, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho mọi người thuận lợi hơn trong cái công việc của mọi người nha. Đây, mọi người nhìn nè, thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là thời trang ha. Đặc biệt là nhận diện rất là nhanh và không bị out ra khỏi app bất thình lình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Máy Thông Dịch.com. Xin chào và hẹn gặp lại.